Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ăn bánh đi ngon chị Bình à, ngon. Thôi, anh nãy bệnh chị ăn quá trời luôn, chị no nóc luôn rồi mèo. Trời ơi, nay chị không chịu ăn bánh gì hết trơn, thấy chị ốm thôi. Đi đợi chị Bình à. Chị chỉ thèm mà thật thôi à. Ui, chị Bình à. Vậy? Cái gì cái bên nhà em kìa. Trời ơi, sao mà khói dữ vậy kìa. Ui, in luôn. Oh my god. Chạy lên tới cái gì vậy chị Bình à. Cái gì vậy? Đồ cháy là cái gì vậy? Bự quá vậy nè. Wow, wow. Trời ơi. Trời ơi, cái gì bự dữ vậy? Cái chỗ này đẹp quá mèo. Chị Bình ơi, cái này là cái dấu của Gio Chip nè chị Bình. Ôi, chị biết rồi nè, quá đẹp luôn. Cưng nhìn bên đây coi có cái gì đây. Cái này không lẽ bộ trụ sở của Gio Chip dời lại kế bên nhà của em hả ta? Không lẽ phải nè, cưng nhìn đi. Cái gì mà siêu xe VIP Pro nè. Trong tủ lạnh không còn cái gì ăn hết trơn vậy trời. Thôi, không biết mẹo chị Banda đi chợ về chưa nữa, qua mượn hai người cái gì ăn coi. Ủa? 1000 like, 1000 like. Cái gì vậy? Ủa, quá trời like luôn mẹ ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, mẹ chị Banda, đang chơi gì vui quá trời vậy, cho tôi qua tôi chơi với coi. Ê, biết tin gì chưa, biết tin gì chưa? Tin gì mèo? Trời ơi, trụ sở YouTube bây giờ giờ là kế bên nhà của tôi rồi nè. Quá, cái trụ sở YouTube nhìn ngầu dữ vậy. Ủa, đẹp ghê không? Ủa, cái này đâu phải trụ sở đâu, hình như cái này giống như là một cái chỗ mà để tham gia YouTube vậy mèo ơi. Cái này giống giải YouTube ao làng hay gì đúng á. Đúng rồi, gì 1000 like được kỹ năng nhào lộn, rồi 1000 like được xe đạp cu te hay gì nè. Rồi được vàng máy tính siêu xịn nữa kìa. Ôi, nhìn đã như vậy. Vậy là nút tham gia đâu? Ủa, hình như là nút này đúng không mẹo? Là cái nút này á. Ờ, vậy tôi nhảy cho thử coi mẹo. Có được tham gia YouTube không? Và nếu mình tham gia YouTube thì liệu các bạn có chịu nhấn like cho mình không? Để mình nhảy cho thử nha. Hy vọng là video này của mình sẽ đạt 100k like để cho mình tham gia YouTube. Ôi mèo ơi, tôi vô trước nha mèo. Vô. Ôi, gì vậy? Trời, tôi vừa bước vô một cái là tôi được chơi cái kênh YouTube của tôi nè. Trời ơi, vừa tạo kênh một cái là được 100 subscribe luôn. Cái gì mà nói không like vậy? Trời ơi, chắc là tại tôi chưa có làm video mới á. À, được rồi hết. Ông định làm YouTuber nổi tiếng đúng của cái rồi, làng tôi sẽ làm YouTuber nổi tiếng nhất cái làng Pirate này. Yeah. Nhưng mà mình không thể nào chịu thua ông hết được. Bây giờ đúng em rồi. Sẽ đi làm YouTuber nổi tiếng này. Ôi, mèo. Kìa, mẹ cũng được 100 subscribe không like luôn. Ôi, em tạo kênh xong rồi nè, thấy kênh YouTube của tôi đẹp hơn. Ôi, tên kênh YouTube của tôi mới đẹp nè. Trời bạn quá, kênh YouTube tôi đẹp hơn. Kênh YouTube của tôi đẹp kênh hơn. Kênh YouTube của tôi nhiều sub hơn. Mẹ bằng sub tôi mà mẹ nói gì à? Quánh cho mặt mẹ bây giờ. Cái gì em dám đánh tôi hả? À, dạ, thôi, đừng quánh nhau, quánh vô mặt chị Banda nè. Ui, 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 dạ. Đây, 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 chị Banda nè, em sẽ ăn hiếp chị. Quánh nha. Ui, dạ, 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 dạ. Ủa? Trời ơi ta. Cái gì vậy? Tôi có quánh chị Banda chứ quánh mèo cái là được 900 subscribe luôn, 1000 like luôn mèo. Oh my god. Sao đánh chị Banda đó mẹ? Trời ơi. Vậy cưng đánh hết đi, cưng sẽ có like đó. Mẹ mày vô đây quýnh lộn tôi nghe mèo nè, nhờ vô đây, nhờ vô đây. Ông chơi chán kìa. Bây giờ mình làm gì để có like có sub vậy? Kệ mèo quýnh vô mặt bà Banda đi, nhiều khi mình không được like đó mèo. Thôi tôi không bao giờ làm như vậy chị Banda. Đúng rồi. Sẽ làm một YouTuber chân chính. Trời, tôi lại đổi phần thưởng nè mèo ơi. Mèo quên mất là trong đây có được like là chúng ta sẽ được đổi phần thưởng nè. Ủa được đổi hả? 100 like là đổi kỹ năng nhào lộn hả? 1000 like chứ đồ không biết chữ chị Banda. Ủa chị không thấy được. Trời ơi phải chi quýnh chị Banda mà được mấy bạn nhấn like nữa. Mình quýnh hoài luôn, quýnh quá trời luôn. Thôi vô mua. Mua kỹ năng nhào lộn. Bum 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 bum. Ôi, hình như tôi mua được rồi nè mèo. Đâu, đâu nhào lộn thử cái coi. Né ra tôi nhào lộn cho mẹ chị Banda coi nè. Đâu có nhào lộn. Wow, được nè. Trời ơi, nhào lộn một cái là được luôn á mèo. Wow, wow, wow. Gì vậy? Thả ghê luôn. Chị không biết nhào lộn vậy. Chị nhào lộn đâu? Chị nhào lộn đây. Coi là hơi. Ôi trời. Cái gì vậy? Trời ơi, đau dữ vậy ta. Cái gì vậy trời? Rồi luôn. Rồi luôn, nhào lộn thành công luôn. Trời ơi, nhào lộn là người ta phải nhào lộn như vậy nè. Đó, người ta mới gọi là nhào lộn. Chứ ai đâu mà nhào lộn như chị Banda đúng không mọi người? Nhào lộn cười bắt mà đúng không mèo? Ai ai được ai cười bắt. Chị Banda ơi, em nói chị nghe nè. Bây giờ ông Hương chỉ có một mình thôi. Chị đúng làm trợ lý với em đi. Chị đi theo em, chị quay mấy cái video cho em. Em với chị lên sub lên view vậy? Cho chị. Đúng rồi. Mèo với chị Banda tính hợp tác lại hả? Đúng à, rồi. Thì ra hai người có trợ lý được các kiểu đúng không? Rồi, đâu đâu, chị Banda trợ lý sao? Mèo chị sẽ... Ủa, chị có điện thoại, chị sẽ quay đi cho mẹ nè. Chị Banda có điện thoại iPhone 13 luôn kìa. Chị sẽ quay không đặt. Đang quay luôn kìa. Đang quay em, quay em. Nè, chị quay mèo nè. Đó, quay mèo nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mà là ngày đầu tiên mình chuẩn bị làm YouTube. Trời ơi. Một mèo được 1000 subscribe, 900 like luôn. Trời ơi, đã quá à. Mới livestream có vài câu thôi mà em được lên sub rồi nè. Bởi vậy mèo hơn sub tôi luôn kìa. Mèo được 1000 subscribe luôn. Tôi được 900 subscribe à. Mấy bạn nhấn like cho tôi nha. Trời ơi, quay 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 quay
vô vô phú khoe phú khoe đâu 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 Mèo, đợi đó mèo, tôi sẽ kêu bé Dân Làng ra quay cho tôi. Trời Dân Làng ơi, em vô đây em quay phụ anh với Dân Làng ơi, cầm điện thoại ra Dân Làng ơi. Dân Làng hồi quay giỡn ẹt xong quách. Đây, đây chính là bé Dân Làng của mình. Dân Làng ơi, em có gì cho anh ăn không? Từ anh trả tiền lại cho em sao? Đây, cảm ơn em rất là nhiều, đúng là Dân Làng xin cái gì cũng có. Đây, ăn vô cái đã. Ủa mèo chị Ba Đa đâu? Mèo ơi, mèo vậy? Nói đi mèo. Mày chào đi, chào mọi người đi. Đây đây đây, chị bật live stream lên nha. Bật rồi. Đây, Chilean, Chiliman. Hôm nay mấy bạn sẽ coi được là mèo bắt cua như thế nào nha. Từ đó tới giờ bạn thích nhất là coi mèo bắt cua đúng không? Đó, hôm nay mình sẽ trổ tài bắt cua cho mọi người coi nè. Mèo biết bắt cua. Hãy like cho mèo nhiều nhiều. Sub nhiều. Hả lên, hả lên. Ơi tức quá à. Dân Làng, em có điện thoại không? Em móc ra. Em quay lên đi, up anh lên YouTube. Anh đã đang làm YouTube luôn nè, anh sẽ trở thành YouTuber nhiều like hơn mèo á Dân Làng. Đó đó, em quay cho anh giống vậy đó để anh quảng cáo cái kênh của anh nè cho đến mọi người, cho mọi người biết, mọi người nhấn like cho anh. Rồi coi mèo nhảy đi mèo. Rồi nhảy nha chị Bích. 1 2 3. Trời ơi. Nhảy đẹp rồi. Cái gì vậy? Làm trò gì mèo? Mèo ơi. Mày đặt nhảy mà xây xây à, đâu đâu xây là cái nữa cây, xây là cái nữa cây, nhảy lên xây nữa xây vòng xây nè trời luôn, quê bắt cua hụt rồi kìa, quê quê xệ xì xê luôn. Mọi người hết trơn vé hết bắn mình chơi nè, bắt cua gà né nè nè, cái này công bằng với trơn. Em lại đây, em lại đây, em lại đây, đây để anh lại đây. Tất cả mọi người ơi, hôm nay Rí Thú sẽ thực hiện thử thách bắt cua siêu vip bờ rồ trong Minecraft, nhưng mà bắt cua bằng kỹ năng nhào lộn nha. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like cho mình nha. Quay được cái mặt của anh không Dân Làng, mặt đẹp trai nè. Nói đi mày, hôm nay mình sẽ live stream cận cảnh cho các bạn coi ha, cái người mà sống dơ bắt cua như thế nào nha. Ồ, bắt cua té nè nghe. Nhảy nè Dân Làng ơi, quay anh nè, chéo chéo. Trước khi nhảy thì chúng ta phải cho một chút kịch tính. Ôi cái gì vậy? Ôi, ta ba hả? Mèo, ngưng lại, chơi kệ với mèo. Ôi, ta ba nữa. Cái gì vậy? Ôi, hay quá rồi. Này chị đang live stream với mèo nè. Mèo đừng có chọi nữa. Ôi chúa ơi, giỏi quá à. Ủa sẵn kìa. Rồi xong đó, bắt cua. Rồi luôn, bánh luôn. Rồi luôn, bây giờ cái chỗ này giờ toàn là la ba không vậy mèo? Ủa chị Bánh Đa. Ủa, chị thấy vậy? Oh my god, tự nhiên lên sub nè. Mèo lên 2500 subscribe luôn, 1000 like luôn. Chị chọi nữa đi mèo. Đừng qua đi. Em chọi nữa chị Bánh Đa. Đúng rồi, chọi. Mèo đơn. Trời ơi, chỗ bắt cua của tôi rồi. Mọi người thích tôi cho thử thách ông á, cho nên mọi người mới thả like, thả sub cho tôi nè. Rồi luôn, được rồi, mèo muốn gì chứ vậy? Bây giờ tôi sẽ bắt cua siêu bờ rồ luôn. Thử coi tôi vượt qua hết thử thách của mèo luôn này nha. Làm cho tôi coi. Ok luôn, tôi bắt cua này nha. Dài, tưởng vậy bắt cua này nó dễ ẹt à mèo ơi. Dài, quá. Ôi bắt cua tôi lộn nè, đừng có hồng mà chọi tiên tiên tôi. Chọi đi mèo. Né tiên tiên nè, mèo. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tưởng gì mấy cái bắt cua này nó dễ ẹt à. Ôi cái gì vậy? 12k like, 97k subscribe luôn. Trời ơi, điên rồ thật. Tôi mới bắt cua qua lava một cái thôi mà tôi đã lên được 12k like luôn đó mèo. Ôi chị Bánh Đa, cho em bắt cua nè chị Bánh Đa. Trời ơi, mèo bắt cua mà mèo đâu có biết lộn như tôi. Trời ơi, chọi hoài không có lên subscribe đó mèo ơi. Nè nè, chọi nè, chọi nè, ba chút giật đi. Đó, trời ơi. Yeah, mình đã được 97k subscribe rồi. Mình sắp được 100k lên subscribe rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ nhấn like cho mình nha. Dân Làng đi đi nè, Dân Làng ơi, đi. Anh sẽ đi đổi đồ nè. Được đồ xẻn luôn, bảo đảm luôn Dân Làng. Được bao nhiêu like nè. Bây giờ mình phải đổi đồ thôi, đúng không bé Dân Làng? Trời ơi, anh quá là giỏi luôn đúng không em? Đúng rồi, bây giờ để mình coi đổi coi. Ôi, được 6.000 like là được siêu xe VIP rồi hả? Còn cái này, 5.000 like mà được điện thoại mới. Trời ơi, em có muốn có điện thoại mới không bé Dân Làng? Ồ, cái điện thoại của em màu đỏ nhìn dởm quá, để em đổi cho em điện thoại mới ha. Mà thôi, điện thoại mới cái gì? Mình có kim cương là mình sẽ mua được tất cả mọi thứ. Bây giờ mình sẽ mua kim cương. Mua. Ủa, tao có thấy mua kim cương gì đâu ta? Tao có mua kim cương gì đâu? Sao không có mua kim cương ta? Bé Dân Làng ơi, không biết cái gì nữa ha. Không biết bị lỗi cái gì. Ôi cái gì ấy? Ôi, có mua kim cương kìa. Trời, kim cương quá trời nhiều luôn. Lụm phụ anh với bé Dân Làng, lụm kim cương. Trời ơi, mình dùng cái like của mình để mình mua được một đống kim cương luôn nè. Kim cương đúng là quá trời nhiều luôn á bé Dân Làng. Lụm phụ anh. Đã quá đi. Chào mọi người nha. Vậy? Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn với bạn cách nào mà để nấu ba cái món súp tuyệt kỹ của mèo. Ông Hút ăn với một cái là ghiền chảy nước miếng luôn. Wow. Mèo đang làm kênh YouTube nấu ăn hả? Được rồi, mình phải chạy qua phá thôi. Đi Dân Làng, đi Dân Làng. Nhớ công thức bí mật của mình sau đó để nấu cho bạn của mình ăn nha. Đảm bảo bạn thân là mà ăn vô là nhớ suốt đời luôn. Đúng rồi đó. Chị né qua hơn. Vậy vậy? Chị đây, đây. Đây, Dân Làng quay vô. Hôm nay mình sẽ làm một video troll mèo nha mọi người. Để coi thử cái món súp của mèo nó dởm cỡ nào nha. Trời ơi, chị kim cương nè. Quá, tụi kim cương. Bỗng thử là được.
là gì nè chị nè. Rồi đây là đây. Mọi người ơi, vì ông Hút ông muốn phá mình từ sáng tới giờ, ông đã phá mình rất là nhiều lần rồi, cho nên hôm nay mình nhất định sẽ trôn ông Hút. Mấy bạn hãy coi coi mình bỏ ớt vô tô của ông Hút nha. Trời quá hả. Rồi, à Hút muốn thử món của tôi chứ gì? Mèo quá, làm lẹ đi, tôi muốn ăn cái món này lắm rồi mèo ơi. À đừng rồi, đợi tôi tí xíu, tôi phải hả khuấy đều lên mới được. Bây giờ xoay lưng lại đây. Ông xoay lưng lại như vậy rồi. Chị Bình Na, chị Bình Na. Vậy chị quay cận cảnh vô nè. Đúng rồi, cận cảnh khúc này nha. Đúng rồi. Đây nè, đó nè, thấy không? Gia vị nè, ngon quá tụi. Cái này ăn nhớ em vô của mình nè. Coi như người hãy nhớ em cả đời. Đúng rồi. Ok, được rồi chị Bình Na. Xong xuôi rồi. Đâu, cái mùi gì thơm quá. Ủa đâu mất tôi sắp vậy? Tô này tại vì công thức bí mật ngon quá cho nên tôi đã thử hết tô đó rồi. Rồi, được rồi, tôi sẽ ăn tô còn lại thôi, biết sao đúng giờ rồi, được. Đúng rồi, bà cứ ăn nhiều vô nha, ăn thoải mái hết. Đây, 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 để tôi ăn cho mèo xem nè. Ăn nè. Hai tô luôn cho mèo kim cương nè, không thèm luôn. Thôi, mà mà ngon quá. Mà ngon quá. Ủa, ăn hết là ngon chưa? Ăn ngon quá. Cái gì vậy? Ê, chị đang quay clip cho cưng nè. Hết rồi hả? Bây giờ đừng xạo xạo nha. Cái gì vậy? Cái món này cay quá chị Bình Na ơi. Cay quá. Cái món này quá cay đó nha. Cay xuống đó. Nước đâu rồi? Nước đâu rồi? Nước cay quá, tôi không thể nào chịu nổi món này nữa. Cho đáng đời. Này chị hả? Tôi hả Hết? Tôi sợ quá mèo ơi. Nước của tôi rồi. Cay quá mèo ơi. Cay quá đi. Quá. Ăn rồi, đứng đó mà nhảy xuống luôn. Xuống dưới hả? Uống hết hồ nước này rồi cá. Ê, để chị xuống dưới chị quay cận cảnh khúc dưới này coi. Quay cận cảnh nè. Cận cảnh cái gì? Né ra. Em lên rồi nè chị Bánh nè. Mèo được lắm. Mèo được lắm. Mèo có bánh mèo nè. Mèo dám cho tôi ăn đồ cái nè mèo. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Là cứ tự nguyện ăn chứ ai ép mèo. Trời ơi, vậy? Hãy vào, hãy vào. Mèo lên 10 ca lây. 100 ca súp. Ôi trời ơi. Tôi chỉ có 12 lây, 97 ca súp thôi. Trời ơi, dân làng ơi. Mà em phải quay làm sao hay lên chứ. Được rồi, mình nhất định sẽ trả thù mèo mà. Chị Bánh Na đi đổi đồ, chị Bánh Na đổi đồ nè. Mọi người ơi, mình biết là mấy bạn cực kỳ thích thám hiểm đúng không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn một căn nhà vô cùng huyền bí. Và căn nhà này người ta nói là có hiện tượng siêu nhiên trong này đó. Mấy bạn thấy mình có gan dạ không vô đây khám phá ngôi nhà này cho mấy bạn coi luôn. Nếu như bạn thích thì hãy like cho mình nhiều nhiều nha. Nhớ hãy like cho chị Bánh Na nha. Chị Bánh Na đi theo quay cho mèo đó. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước lên một căn nhà đầy sự huyền bí nè. Huyền bí quá mèo ơi. Ôi, thấy mèo rồi kìa. Mèo với chị Bánh Na đang tính đi vô ngôi nhà đó kìa. À, mình và dân làng đã có đặt bẫy ở trong nhà rồi. Bảo đảm vô á, dân làng sẽ quay được cảnh mèo bị trôn cho mà coi. Đâu rồi, mèo chị Bánh Na đang chuẩn bị vô ngôi nhà đó kìa. Mình phải đuổi theo mới được. Để coi mèo có bị trôn thật sự không nha. Rồi, kìa. Bây giờ chúng ta bước chân vô căn nhà này nha. Mấy bạn nhớ theo dõi mình liền nha. Bước đây vô đi nè. Mèo ơi. Ôi, bên này có nguyên một cái giấc nhện cà bá luôn chị Bánh Na ơi. Không được, cho nên mình phải đi bên khác đi. Đúng rồi, mình phải đi qua bên này vô thôi. Đó, thấy kìa đó. Hết hồn luôn. Ai mà lại kéo con này giữa nhà kỳ quá. Coi chị Bánh Na. Trời, mấy bạn nhìn nè. Ngôi nhà này ai đang làm cái gì trong nhà này nè chị Bánh Na, chị thấy không? Thì đó, trời, có con búp bê nữa nè. Đúng rồi, quay vô, quay sâu vô rồi, cho chị Bánh Na. Rồi, để chị quay cận cảnh cái này kia ria vô đúng nè. Rồi, mọi người ơi, mấy bạn thấy không? Người ta nói là sự đáng sợ xuất hiện ở trên lầu. Cho nên bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu cho mọi người coi đúng nha. Rồi, lên lầu nữa đi. Đi lên nè. Cái gì đó? Trong bên nhà. Mèo, ai nha mèo. Mèo thấy dân làng rồi đúng không? Mèo thấy dân làng rồi đúng không? Đó chính là bé dân làng của tôi đó. Dân làng ơi, xuống đi em, xuống. Trèo lên. Đu dậy lên đi em, đu dậy lên. Đó, dân làng và tôi đã cài một cái bẫy đặt trôn mèo chị Bánh Na đó. Hay quá đúng không? Trời ơi, đúng rồi, đó chính là cái bẫy của tôi đó mèo ơi. Cái nhà này làm cái gì có ai? Tôi đúng là cái đồ đáng ghét luôn á. Đúng rồi, đáng ghét gì cũng được hết á, miễn là trôn mèo trên cái kênh của mèo là được rồi. Bây giờ mọi người đã phát hiện ra mèo là một cô gái nhút nhát rồi. Mọi người sẽ nhấn like cho tôi đúng không? Đúng rồi bé dân làng, em có quay được cái cảnh mèo sợ không? Đó, bé dân làng quay được kìa. Hút, ông định coi mọi người nhấn like và nhấn sub cho ai vậy? Trời, cái gì vậy? 1 triệu subscribe. 102.000 like. Còn tôi mình lên nữa. Ủa chị mèo gan dạ quá. Tôi lên like sub cho nè. Nhưng mà ơi, cái gì vậy? Tôi chỉ có 91k like. Và cái gì mà 99 subscribe. Trời ơi, leo. Biết gì không? Mình lận rồi chị Bánh Na. Ê, mọi người nói là lúc tôi sợ thì dễ thương quá. Cho nên thắng like cho tôi nhấn sub cho tôi nè. Trời ơi, mèo gan dạ quá. Được ngạc cái gì kỳ vậy? Tôi tin là tất cả các bạn fan của tôi sẽ cho tôi được 1 triệu subscribe mà đúng không? Nhấn like cho video của tôi đi mọi người. Nhấn like cho cái gì vậy? Mèo đi. Tính ra là em được 1 triệu sub trước ông Hết luôn. Thì bởi vậy mấy bạn đó thả like thả tim cho mèo quá rồi nè. Chúng
mày live stream ăn mừng. Nhưng mà lỡ tôi với mèo bước vô đây rồi, tôi với mèo á đi quay ngôi nhà này thử không mèo. Giờ mình hợp tác co-op với nhau khám phá ngôi nhà này hả? Đúng rồi, với lại dân làng nó nói là tối nó phải về làng, nó trong làng rồi nó không ở lại đây được lâu nữa mèo ơi. Vậy ý ông là muốn live stream chung kênh với tôi chứ gì? Đúng rồi, bây giờ cái dân làng không quay được cho tôi nữa thì tôi đi chung với mèo thôi. Vậy thôi, ít ra thì bạn cũng phải bày tỏ cái gì về một lời xin lỗi nhỏ nhoi đúng không chị Bình Đai? Xin lỗi mèo mà. Rồi luôn dân làng nó phải về rồi mèo. Thôi mèo cho tôi quay chung với mèo đi. Thôi nể tình hả, cũng tình bạn bấy lâu nay nên chưa cho ông hả lên buổi live stream kênh tôi nha. Rồi dân làng nó về mất tiêu rồi thôi. Đây rồi, để tôi chào ra hello mấy bạn fan của mèo. Đúng tôi rồi. Nè, tôi hôm nay đến hút này đi chung mặc với mèo là nha. Đến hút có hơi chơi xấu nhưng mà bây giờ tụi mình đã tha thứ cho nhau và quyết định là sẽ khám phá ngôi nhà này. Tại vì ngôi nhà này quá rộng mà đúng không? Đúng rồi, với lại hai cô gái mà đi trong đây cũng nguy hiểm lắm mèo. Đúng rồi. Hay có đến hút bảo vệ hai người nè. Trời ơi, có sao có chị là được rồi. Giờ chúng ta lên lầu chưa hay sao bây giờ? Thôi mình đi vòng vòng thử coi coi đây có cái đi gì không mèo ơi. Ôi, không đi không gì đấy. Cổ xưa lắm luôn á. Nhà này cổ à. Ê, nhìn con ngựa gỗ nè. Trời ơi, mèo nhìn cái cửa sổ tôi nổi da gà luôn mèo. Cái gì vậy con? Ôi, xung quanh toàn là rừng cây đó chị Manda. Ôi, nổi da gà luôn quá. Ôi, bên thần tượng quá. Ở liền luôn. Ở đây còn có một cái phòng đọc sách nữa kìa. Ôi, phòng này có cây đèn trong này sáng sủa. Rừng trong đây không hả? Vừa sáng vừa sủa chị Manda. Vô đọc sách đi hết. Tào lao quá chị Manda. Mèo mèo, bây giờ chúng ta cùng nhau bước lên trên cái cầu thang thử với mèo. Cùng nhau đi lên nha. Ok luôn, đi lên thử coi. Lên cầu thang có gì? Hay YouTuber 1 triệu subscribe đi lên đây thử nè mèo. Đi đi đi. Đừng làm đi hồi hộp dữ vậy mèo. Em đang lồng nhạc vô chị Panda cho đó. Nhạc nhìn cổ quá mèo ơi. Đúng rồi, mấy bạn fan cũng nói cổ quá vậy. Ờ đúng rồi á. Bây giờ chúng ta đi phòng nào trước mèo? Ông chọn đi chứ tôi đâu có biết đâu. Thôi vậy thì chúng ta đi phòng này đi, tôi thấy phòng này có cái lo nè. Ơ gì vậy? Ơi gì vậy? Cái phòng đó. Cái phòng đó có được. Các bạn ơi, được. Cái phòng này chị Panda. Cái phòng đó chị có quay được không? Được chứ, chị quay chị thấy rõ ràng luôn đó. Vậy chắc là nãy con dán nó bò quá thôi à. Hay là đi phòng này đi, phòng này có cái giường nè. Thôi mấy bạn ơi, đi ba cái nhà đó thấy sợ ghê luôn á. Ủa mà mèo đổi được cái gì kìa? À mọi người ơi, hôm nay là mình mới mua siêu xe mới nha, cho nên là mình sẽ test xe cho mấy bạn coi nè. Wow, mèo đổi được nguyên một chiếc siêu xe đẹp thiệt luôn á. Còn mình chỉ đổi được mỗi cái laptop với cái ghế gaming của mình thôi à. Wow, xe đẹp siêu quá xe mèo ơi. Nhanh luôn mấy bạn, cho nên hôm nay mình sẽ test cho mấy bạn coi nha. Ê hello mèo, xe đẹp quá mèo ơi. Hả? Ê xuống đây chơi tôi không? Thôi, tôi đứng tôi coi mèo là tôi vui lắm rồi. Đâu chạy cho tôi coi thử đi mèo. Rửa hết ga lên đi mèo. Ôi xe chạy cái nhà nó gì? Ủa cái bánh xe, cái nhà tôi. Mèo. Trời ơi, cái nhà của tôi. Trời ơi, đổi cái siêu xe đã đời tông như cái nhà của tôi vậy. Mẹ siêu xe của tôi. Mèo siêu xe cái con khỉ bóng xịt nè, phá nhà tôi để lấy view hả mèo? Phá nhà tôi nè. Mèo tính câu like hả mèo? Tôi quánh mèo bây giờ. Dở mặt hả? Tai nạn thôi, tôi cũng bị hư xe chứ bộ. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.